ngày 29 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam các bị can thuộc công ty AIC gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Hoàng Thị Thúy Nga, Nguyên Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiên Thu, Hoàng Thế Quỳnh đều là nhân viên công ty. Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, một số cảnh sát cơ động đã có mặt trước trụ sở của công ty AIC trên đường Tuệ Tỉnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến 19 giờ 5 phút, một cán bộ kiểm sát đã có mặt và vào trong trụ sở công ty AIC trên đường Tuệ Tỉnh. Cùng lúc, nhiều cán bộ công an bước xuống xe và đi vào phía trong tòa nhà.